thành phố sẽ dành hơn 99 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư cải tạo mở rộng nút giao thông ngã năm Kiến An, dự kiến khởi công tháng 10 năm nay. Sẽ thiết kế đảo Xuyến mới có đường kính 40m, đường xung quanh đảo Xuyến đủ 3 làn, bề mặt 15m, đường Nguyễn Lương Bằng bề mặt 12,5m, hè mỗi bên 4m, đường Trần Nhân Tông mở rộng lên 18,5m, hè mỗi bên 5m, đường Trần Thành Ngọ rộng 10,5m, hè mỗi bên 5m, đường Phan Đăng Lưu mở rộng lên 18m, hè mỗi bên 5m, đường Trần Tất Văn mở rộng lên 19m, hè mỗi bên 5m. Dự án được người dân quận Kiến An và các huyện lân cận đặc biệt mong chờ bởi việc mở rộng nút giao ngã năm Kiến An sẽ tăng cường trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc vào giờ cao điểm. Trong năm nay, Sở Giao thông Vận tải sẽ trải bê tông, asphalt cho nhiều tuyến đường đô thị, đường tỉnh trên địa bàn thành phố. Để bảo đảm mặt đường vỉa hè không bị đào cắt sau khi cải tạo, Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị có công trình thiết yếu trên đất của đường bộ phải sửa chữa bảo trì xong trước ngày 31 tháng 3 tới. Sau thời gian nêu trên, Sở sẽ không chấp thuận việc đào xẻ mặt đường, vỉa hè các tuyến vừa cải tạo xong. Yêu cầu các công ty quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.